Xin chào tất cả các bạn. Chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là cách tạo động lực để người ấy nhớ bạn. Trước khi đi vào những cái chia sẻ của mình ấy, thì các bạn hãy nhấn vào nút subscribe để ủng hộ mình, cũng như là các bạn sẽ nhận được những cái video mới nhất từ mình nhé. Và dưới đây mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách thức ấy để tạo động lực để người ấy nhớ bạn. Nhưng mà cái cách thức tạo động lực này á, nó có tâm thế rất là cao. Làm sao để một người đàn ông có thể nhớ đến bạn? Thì trước hết chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông ấy thì họ nếu mà yêu rồi ấy, thì họ phải nhớ đến bạn. Mà có những điều ấy mà bạn làm sẽ khiến cho người ấy luôn luôn nhớ đến bạn đấy. Điều thứ nhất, cách tạo động lực thứ nhất để khiến cho người ấy nhớ đến bạn đó là cái tâm thế bước vào tình yêu. Thường thì chúng ta khi bước vào tình yêu ấy, thì chúng ta chỉ nghĩ rằng đến với tình yêu để được yêu, để được hạnh phúc. Và chúng ta chưa bao giờ chuẩn bị cái tâm thế bước vào tình yêu. Nếu mà chúng ta chuẩn bị những cái tư thế bước vào trong tình yêu thì chúng ta sẽ hoàn toàn cảm thấy chủ động trong tình yêu. Có nghĩa là khi mà tình yêu đó tốt đẹp như bạn mong muốn ấy, thì bạn sẽ thấy hạnh phúc. Mà tình yêu không tốt đẹp như bạn mong muốn thì bạn sẽ thấy buồn. Nhưng khi mà bạn chuẩn bị những cái tư thế trong tình yêu thì bạn sẽ không cảm thấy hoang mang. Cho dù tình yêu đó tốt đẹp hay không tốt đẹp thì bạn sẽ không bao giờ thấy hoang mang. Và bạn sẽ có cái tâm thế tốt. Nếu mà bước vào tình yêu ấy, người đó sẽ trân trọng bạn thì bạn sẽ nắm tay người ấy đi tiếp trên chặng đường của mình. Còn nếu mà người đó không tôn trọng bạn, khi mà các bạn yêu nhau lâu rồi ấy, thậm chí nhiều khi họ còn coi thường bạn, thì bạn cũng cần phải biết rằng điều đó là điều không thể. Một là người ta phải thay đổi thái độ đối với bạn. Hai là bạn sẽ không thể ở trong mối quan hệ như thế được. Thì khi mà bạn có tâm thế như thế thì bạn sẽ có cái tâm thế cao. Điều đó sẽ tạo động lực ấy, để người đó biết được rằng để được có bạn trong đời ấy, thì là niềm hạnh phúc của người ta. Cách tạo động lực thứ hai để cho người ấy nhớ đến bạn đó là bạn cần phải biết làm mọi thứ một mình. Thường thì khi mà các bạn chưa yêu nhau thì các bạn sẽ làm mọi thứ một mình rồi. Nhưng khi các bạn yêu nhau rồi thì các bạn cứ muốn làm mọi thứ cùng người ta, còn dựa dẫm vào đàn ông ấy. Thế nên là khi mà yêu nhau hay không yêu nhau ấy, thì các bạn cũng cần phải biết rằng chúng ta đừng bao giờ dựa dẫm vào một người đàn ông hoặc là dựa dẫm vào một ai đó. Bởi vì cái tâm thế mà bị một người khác dựa dẫm ấy, bạn thử nghĩ xem mình thử đặt vào vị trí của một người người ta dựa dẫm vào mình ấy, thì bạn có thấy cảm thấy thoải mái không? Bạn có thấy là một gánh nặng không? Có thể là mới thì các bạn sẽ thấy hạnh phúc. Có thể là khi mà các bạn đang yêu nhau ấy, mới yêu nhau các bạn sẽ thấy hạnh phúc khi mà người đó cứ dựa dẫm vào mình. Nhưng lâu dần người ta sẽ thấy mệt mỏi, người ta sẽ thấy mất đi bản thân của mình, người ta sẽ cảm thấy khó chịu. Chắc chắn rồi, càng về lâu thì cả cái tâm trạng đó nó càng dồn nén. Mà càng dồn nén thì chắc chắn rằng nó sẽ rồi một ngày nó sẽ bật tung ra. Và chắc chắn rằng tình cảm sẽ thay đổi theo thời gian. Thế nên là cho dù bạn đang có người yêu hay không có người yêu, thì bạn hãy biết rằng mình cần phải làm mọi thứ một mình trước tiên, rồi mới nghĩ đến tình yêu sau. Cứ làm mọi thứ một mình trước tiên đã. Bạn hãy có một cái tâm thế rằng dù có đàn ông hay không có đàn ông, dù có người yêu hay không có người yêu, thì cuộc sống của mình vẫn phải tốt, vẫn phải đi theo một cái chiều hướng mà mình mong muốn. Chính điều đó sẽ làm cho tâm thế của bạn cao. Và tâm thế của bạn cao thì bạn sẽ thu hút được người đàn ông tốt. Điều thứ ba để tạo động lực khiến người ấy nhớ đến bạn đó là các bạn hãy là người bí ẩn. Người bí ẩn cũng không có cái gì là quá là cao siêu, quá là cầu kỳ gì đó. Mà theo mình bí ẩn đơn giản chỉ là tất cả mọi thứ như cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Ví dụ như là khi mà các bạn đang yêu nhau rồi chẳng hạn, thì anh ấy thường xuyên gọi điện cho bạn. Có thể là khi anh ấy gọi điện cho bạn ấy, thì bạn lại dễ dàng cúp máy nhanh. Và anh ấy cứ hỏi là bạn có việc gì, thì bạn bảo là em có chút việc. Có một chút việc chẳng hạn sẽ làm anh ấy rất tò mò, rất là hứng thú. Và anh ấy rất là cứ hay suy nghĩ xem là bạn có công việc gì. Rồi là nhiều khi bạn chỉ nói những cái câu ví dụ như là có cuộc hẹn ấy, cuộc hẹn của hai người ấy, bạn cứ vội vàng bạn về trước, bạn xin lỗi anh ấy và bạn có việc và bạn phải về trước, sẽ làm anh ấy rất là kiểu tò mò xem là vì cái lý do gì mà bạn lại về trước. Chính điều đó sẽ làm cho anh ấy luôn luôn suy nghĩ rằng, cảm giác rằng cô ấy có một cái gì đó cứ làm cho mình cứ muốn khám phá cô ấy, cứ muốn kiểu như là muốn ở gần cô ấy để tìm hiểu càng nhiều càng tốt về cô ấy. Chính điều đó sẽ làm cho đàn ông rất là hứng thú.
chính cái bí ẩn này ấy, thì nó gần gần liên quan đến những cái gì đó là riêng tư của chúng ta, đó là chúng ta tập trung vào cuộc sống của mình ấy. Chúng ta luôn luôn tập trung vào cuộc sống của mình ấy, thì sẽ làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn. Cuộc sống của mình phong phú hơn thì mình sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai cả, và mình sẽ tự làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. Điều thứ tư mà chúng ta sẽ tạo động lực để cho người ấy nhớ đến mình, đó là chúng ta hãy theo đuổi ước mơ. Có thể là chúng ta chắc chắn rằng ai cũng có ước mơ, nhưng mà để thực hiện được ước mơ là điều ít người làm được, chắc chắn là ít người làm được. Thế nên là chúng ta hãy cứ ước mơ đi, chúng ta hãy cứ từng bước thay đổi cuộc sống của mình. Có thể thay đổi mỗi ngày một chút thôi cũng được, chỉ cần thấy chúng ta cảm thấy chúng ta tốt hơn một chút so với ngày hôm qua, thế là đã tốt lắm rồi. Khi mà chúng ta theo đuổi ước mơ ấy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bận rộn, chúng ta sẽ bận rộn tìm hiểu cái này, tìm hiểu cái kia để đạt được mục đích của mình. Chính vì thế thì chúng ta sẽ có ít thời gian cho tình yêu hơn. Chính vì thế tình yêu ấy thì thường chết bởi bội thực, chứ không phải là chết vì nó ít quá đâu. Tình yêu ấy thì ngược lại với tất cả mọi điều. Ví dụ bạn đói thì bạn cần phải ăn thật no, nhưng mà khi mà bạn no rồi bạn phải dừng lại thôi. Còn khi tình yêu ấy, khi càng ít thì người ta cũng lại càng muốn nhiều. Khi nhiều rồi người ta lo quá và người ta sẽ thấy chán. Chính vì thế thì chúng ta cứ tập trung vào ước mơ, chúng ta vừa phát triển bản thân, chúng ta vừa tốt hơn, chúng ta sẽ tìm được người tốt hơn. Và chính vì thế thì người ta sẽ rất là sợ mất bạn luôn. Điều thứ 5 là bạn luôn luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Chính vì bạn luôn hướng đến những điều tốt đẹp ấy, thì sẽ làm cho người đàn ông ấy sẽ cảm thấy rằng khi ở bên bạn ấy họ thấy bình yên quá, họ thấy tốt đẹp quá. Ở bên ngoài ấy, họ toàn lừa lọc, họ toàn dối trá, họ luôn luôn tìm những cái mánh khóe để gài bẫy nhau, hoặc là để làm cho nhau khốn đốn chẳng hạn. Nhưng khi ở bên bạn ấy họ thấy bình yên quá, họ thấy hạnh phúc quá. Chính vì thế bạn chính là bến đỗ bình yên của người ta. Và điều cuối cùng đó là bạn luôn có giới hạn trong một mối quan hệ. Trong tất cả mối quan hệ, cho dù tình yêu, tình bạn, cuộc sống hay là tất cả mọi điều, kể cả công việc, cuộc sống, tình yêu của bạn, đều cần phải có một cái giới hạn nhất định. Nếu mà các bạn không có một cái giới hạn nhất định thì vô hình chung các bạn sẽ mất giá trị. Khi mà các bạn có một cái giới hạn thì các bạn sẽ biết rằng nếu người ta bước qua cái giới hạn đó, bạn cần phải biết rằng bạn sẽ không còn ở trong cuộc sống của người ta nữa. Khi người ta bước qua cái giới hạn này, bạn đã tuyên bố là nếu mà bước qua giới hạn này thì có nghĩa rằng bạn sẽ không chấp nhận được. Điều đó bạn cần phải biết rằng bạn cần phải bước đi, chứ không phải là người ta khi yêu rồi người ta muốn đối xử với bạn thế nào thì đối xử. Lúc mới yêu thì người ta cứ coi trọng, người ta cứ yêu thương bạn, nhưng mà khi mà yêu nhau lâu rồi họ cứ thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, nhiều khi sẽ làm cho bạn cảm thấy rất là mệt mỏi trong tình yêu, bạn sẽ thấy rất đau khổ trong tình yêu. Thế nên là khi mà bạn có một cái giới hạn, bạn sẽ biết là đâu là điểm dừng của nó, thì chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Các bạn ơi, trên đây là những cái phương thức tạo động lực ấy, để cho một người ấy luôn luôn nhớ đến bạn. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy like, hãy đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.